dầu, trà sữa phê lá. Chết mẹ. Ngoài đời. Đời. Không, này là Hằng là phải nói là trà sữa phê lá ở Đà Lạt không có thiệt. Rồi hôm nay mục đích dắt Hằng đi uống phê la là để cho mình dắt một cái người Đà Lạt đi kiểm chứng một cái thương hiệu trà sữa rất viral và tự gọi mình là Ô Long Đà Lạt, đúng không? Thì nhiều người sẽ bị nhầm lẫn nó là xuất phát từ Đà Lạt, nhưng mà cái nguyên liệu chính của nó là sử dụng là Ô Long Đà Lạt chứ không phải là xuất phát từ Đà Lạt như mọi người nghĩ. Có thể các bạn chưa biết đó chính là cái video này không hề có booking, không hề có quảng cáo, để cho tụi mình có thể tiêm ăn hành đưa cho mọi người những cái nhận xét rất là chân thật, không hề bị phù phiếm. Một cái lý do đó mà tụi mình quyết định ghé phê la là tại vì cái độ hot của nó là phải gọi là lâu lắm rồi mới có một cái thương hiệu trà sữa tạo được cái độ hot như vậy trong cộng đồng giới trẻ. Đúng. Em nghĩ nha, mấy anh shipper sợ cái tên quán này luôn. Khi nào mà đặt phê la là em ơi cảnh báo SOS, em ơi chờ lâu lắm nha SOS. Ảnh vậy luôn á. Là bây giờ là hôm nay là tụi mình tới order gần hết cái menu phê la. Thật sự là đây không phải là bụng không đáy, chúng tôi không dám order hết 15 ly. Trong menu có những cái hạng mục khác nhau thì mỗi cái hạng mục thì tụi mình lựa ra những cái ứng cử viên cho cái hạng mục đó để gọi là coi như là cũng thử gần hết cái menu của phê la. Bây giờ tụi mình sẽ uống gắm với mọi người 55.000 một ly. Tới tận quán phê la thì mình mới biết là phê la có nhiều option hơn là chỉ trà sữa. Đúng rồi, trà trái cây rất nhiều ha. Thật ra thì nghe tên gắm, nếu mà các bạn không đọc cái phần mô tả thì các bạn sẽ không biết nó là gì, đúng không? Không biết thì mình nói tóm tắt tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu. Gắm là trà bãi. Rồi mọi người hiểu chưa? Gắm là trà bãi và được một cái là trà ở đây rất là đậm nha. Và trà bãi này thì mình nghĩ là bạn nào mà say trà không nên uống, đầu tiên nó đậm nhòi á. Mùi trà rất là thơm. Rất là thơm và cái hậu, cái miệng mình nó cảm giác chát chát ở khắp nó cái chát miệng luôn. Ừ. Nên là đây là không phải là một cái loại trà cho một cái người mà mấy bé như đồng sơ thích uống trà bãi ngọt ngào thì tiên dâu rồi đó. Cái này là đậm mùi trà luôn nha mọi người. Trà bãi cho người lớn. Đúng rồi. Khói bờ lao. Nói chung là mình thấy con cái rất là hay là menu đặt tên những cái món nước này theo tên những cái địa danh ở Việt Nam rất nhiều. Và đặc điểm là ở trên này cũng sẽ có một lớp form nha mọi người. Ừ, rất ngon. Đây là lần đầu tiên tụi mình tới phê la tụi mình uống. Đó là tụi mình chỉ order qua delivery thôi. Thì tới mở cái menu mới thấy cái tên là bờ lao, mới thấy lạ mới đặt uống thử. Thường là mình toàn đặt mấy cái tên kiểu dễ hiểu, ô long nhài đó. Dễ hiểu. Nhưng mà hai món đó là signature, còn khói bờ lao này thì nó không có nổi tiếng lắm, đúng không? Nhưng mà uống thì thấy cũng được mọi người, nhưng mà nó có một cái hương vị riêng á. Bạn nào mà thích béo, thích bùi này kia là không có hợp đâu. Rất là thơm. Chỉ dành cho những bạn nào mà gọi là thích mùi trà nhiều hơn mùi trà thì phù hợp hơn, đúng không? Cái một cái em để ý, của trà sữa đây là cái lớp foam người ta đánh nó trên á, rất là bông. Nên là uống mình thấy hơn một hãng BL khác. Trà sữa mà gọi là signature luôn nè, Ô Long sữa là Vela. Cái này uống rồi. Hỏi hoài, không gì để nói hết. Nói đi mà. Không cần uống nói luôn nè, em hút Bluetooth. Và em nghe đồ phanh phanh á, là ở đây là không biết là có rất là nhiều chỗ làm Ô Long sữa, nhưng mà tại sao Ô Long sữa của Vela lại được nổi tiếng như vậy? Lý do là tại vì cái Ô Long mà họ dùng á, của chỗ này á, là đúng là cái Ô Long mà người ta dùng để người ta uống trà đàm đạo. Trà thượng hạng. Trà thượng hạng và trà riêu, chứ không phải là trà pha ke. Như là những cái chỗ mà hay làm Ô Long trà sữa cho mấy các bạn tin uống á. Thật ra tụi mình cũng hay uống những cái loại đó, thì nó sẽ là giảm cái độ đậm đặc của Ô Long lại để cho nó dễ uống hơn. Còn Ô Long ở Vela là thuộc hàng đắt tiền ấy. Cái giá thành nó khá là cao về cái loại Ô Long này. Rồi xong. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai. Cuộc sống mà chúng ta đâu biết trước được điều gì đâu, đúng không? Không, chắc biết trước rồi đó. Mà tại cứng đầu đi quay đó. Lúc mà từng hạt nó rơi lấm tấm trên cái làn da mờ mềm mại của em á, em mới cảm mình nhắm rồi. Mắt đúng không? Mình nhắm mắt là ngơ à. Một trong những cái điểm kỳ nhất, highlight nhất đó chính là chân dâu. À, và mọi người biết rồi đó, ai mà đã từng hay đặt phê la sẽ biết có ba cái chữ mà mọi người sợ nhất khi mà đặt phê la, hết chân trâu. Nên là ở đây là có thể là gọi là tuy trà sữa rất là hot, nhưng mà cái mà hot nhất, hot hơn, best seller nhất chắc chắn là chân trâu. Thì hôm nay tụi mình tới, tụi mình cũng nghe đúng ba chữ đó, hết chân trâu, nhưng mà hơn là hết chân trâu Ô Long, chân trâu gạo rang quảng cầu. Chân trâu thì có mức giá là 10.000 cho một củi vậy mọi người. Kiểu như mà mình order xong rồi mình chia ra cho nhiều ly cũng được, chứ không phải là người ta add topping vào cả ly luôn. Có một điểm rất là hay đó chính là Vela có cho ra cho mình một cái dòng chân trâu mà gọi là không có bị đụng hàng với bất kỳ một cái thương hiệu nào hết đó mọi người. Và cái chân trâu này cũng làm nên thương hiệu của Vela rất là nhiều. Nhiều khi nhắc trà sữa Vela có nhiều người chú uống hỏi chân trâu Vela, à biết nè, có nghe nè, kiểu vậy, hay. Em có cảm giác nha, là trong thành phần nó có trộn khoai
hoặc là một cái tinh bột nào đó. Tại vì cái này nó rất là dẻo. Dẻo. Nó làm em nhớ tới cái viên khoai của chè Trang Thiên. Cảm thấy mình không biết là có hay không nha. Nhưng mà bởi vì cái sự đặc biệt này mà cái khoai cái đâu khoai đó, nó là chân dâu. Cái chân dâu ở Vela nó rất là dẻo. Ăn nó không có bị gọi là công nghiệp. Nhưng mà bên cạnh cái dẻo đó thì đặc biệt là cái mùi gạo rang hoặc là cái mùi ô long làm rất ra mùi luôn, rất dậy mùi. Nói chung là ô long sữa Vela thì nổi tiếng rồi. Đây là một trong những cái gọi là, nếu mà mọi người tới Vela mọi người không biết kêu cái gì thì kêu cái này. Ô long sữa Vela, ô long sữa nhà Vela. Cái chất của Vela đúng như là uống xong là phải có cái sự chát chát ở trong miệng. Và tại vì cái trà này là người ta dùng là đúng cái kiểu là như trà trà mà trà chất lượng á, trà hay dùng để đàm đạo nên là nó rất là đậm vị. Mà thật ra nếu mà kêu một cái ly trà sữa xong thêm một chân trâu là còn 70.000 cũng hơi cao nha. Mà phải công nhận là tại vì cái giá thành của ô long á, đặc sản ô long thì nó đã cao rồi. Vela cũng đã khẳng định là sử dụng cái loại ô long giá đắt tiền nên là cái giá tiền về ly nước uống của nó cao thì mình cũng hiểu hiểu là do vậy. Qua Fansipan nha. Fansipan. Ở đây á mọi người, nước uống á ở trên nắp của Vela cũng sẽ dán cái cách uống cho mọi người luôn để cái này giống cặp nó ngon nhất. Cà phê sữa dừa. Cà phê sữa dừa cộng. Đúng rồi. Nó là cốt dừa xay đúng không? Nhưng mà bản thân em không thích món này bên cộng nha. Nhưng mà uống ở đây thì em thấy dễ uống hơn. Nó đỡ béo hơn đúng không? Đúng rồi, nó thanh thanh á. Tôi lại là fan của cộng. Nhưng mà uống cũng được. Tôi không fan của nước này. Không biết cái món này nó kỳ kỳ á. Chị không thích cái sự kết hợp của cái món này. Nhưng mà giữa cái ly này với cái ly bên cộng thì em thấy là ly bên đây đối với em là dễ uống hơn, tại em bố là một người không có thích cái sữa dừa. Và mọi người nghe Fansipan mọi người không hiểu đúng không? Thì tụi mình dịch tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu, nó là cà phê sữa dừa. Thì trong đây nó sẽ có cà phê nè, sữa nè, dừa nè hết. Nhưng mà đây là loại nước uống mà đá xay duy nhất tại Vela này. Duy nhất luôn á mọi người. Bình thường là đá viên thôi, cái này là đá xay. Nhưng mà em để ý một cái là lý do tại sao cái ly này là đá xay á, là tất cả những ly nước khác đều được làm sẵn và để trong một cái quầy rất rất là bự luôn. Hồi nãy chị Hương có quay cho mọi người xem những cái món nước, đa số những món nước mà chỉ cần bỏ đá vô là đều làm sẵn hết. Chỉ riêng có món là đá xay là chắc tôi hơi tốn thời gian hơn chút, có lẽ có lên vị nhưng mà cũng 55.000 rồi. Bây giờ mình sẽ qua Lăng Giang, một loại nước trái cây. Chua đúng không? Chua. Nói mình ly này bình thường. Bình thường thôi. Sao hiểu tại sao ly này nó không viral? Nó trôi á. Nó hơi nhạt đúng không? Đúng rồi, nó bị không có dậy mùi á. Trước đó tụi mình đã thử cái ly gấm, là cũng là một cái loại trà trái cây của Vela rồi. Và đối với mình ly gấm nó làm khá là ok. Đúng rồi. Còn nó tại vì cái hương vải nó tình cờ nó làm dậy được cái mùi ô long rất là nhiều. Còn cái cam với cái cúc này thì thấy nó hơi trôi tuột, nó không có đồng lại gì trong tụi mình. Ô long nhiệt đới. Ô long nhiệt đới nha, lại một ly trà trái cây nữa. Cái này giống mấy cái nước detox á. Dạ detox. Thật ra nếu mà nói là tan thì cũng không hẳn đâu mọi người nhìn này, đá nó còn rất là nhiều. Nó không tan. Thì tại vì thường trà trái cây là mình phải xịt siro vô thì nó mới lên được cái mùi trái cây, bắt cái đó bắt buộc. Nếu mà chỉ thải trái cây không là nó y chang như detox luôn, thì mình thấy cái này nó là giống. Rồi bây giờ mình qua cà phê đi, cái này là Đà Lạt nè. Cũng là nghiền á. Trong menu thì có hai món cà phê, cái ly Đà Lạt này với một cái ly cà phê nguyên chất gì đó nữa. Nhưng mà cái ly kia hết rồi, tụi mình cho được cái này thôi. Hồi nãy Khánh có hỏi mình là cà phê này với là cà phê Yên á mọi người, cà phê nào nổi hơn, thì mình bảo là Yên nó low key hơn. Cái này thì tất nhiên là nổi hơn rồi. Các mọi người không biết, ở đây có nhiều mọi người biết Yên không, mà tại nhìn cái ly này thì nhớ tới Yên. Cái ly nhỏ nhỏ xinh xinh á. Không ngon bằng Yên. Rồi luôn, dối hạ luôn. Tại vì mình là một người rất là hay uống kia Yên á mọi người, như là Sapa nè. Ý là nó có mùi cà phê, nhưng mọi người cái Đà Lạt này thì nó sẽ có mùi cà phê thoang thoảng, nhưng mà cái hậu vị của nó thì khá là nhạt. Uống nó bị trôi á, nó không có động lại khá là nhiều. Tại vì mình vẫn hy vọng là Vela nó sẽ có một cái gì đó đặc biệt hơn. Chẳng hạn như là trà của nó thì trà của nó rất là đặc biệt rồi, nhưng mà tới cái Đà Lạt cà phê này thì nó lại không có đặc biệt bằng á. Rồi thôi. Mà 45.000 thì mình thấy giá cũng cao. Quá cao thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử qua cái này là bánh gì? Bánh lăng. Bánh lăng là gì? Không phải bánh lăng. Ô long trứng bông. Nhưng mà chị nhìn nó rất là giống bánh lăng, và chị nghe mùi đi. Ủa? Là cái lớp trứng ở trên này mình có thể dùng muỗng để mình ăn đó mọi người. Cái cách làm này nó giống như cà phê trứng mình thấy uống á, nhưng mà thay vì cà phê là ở dưới là ô long. Nhiêu tiền vậy? 45.000 luôn. Ngon á. Đọc lạ nha. Đó giờ thì mình hay nghe là cà phê trứng, nhưng mà cái này là trà với lại bông trứng ở trên. Mọi người mình ăn xong á, mình cảm giác là nguyên cái phần đầu của mình nó thơm mùi trứng luôn. Nhưng mà tại cái lớp trà ở dưới nó nhẫn. Có thể cái trứng béo. Rất là ngon. Ngon. Ly này là đặc sắc nè.
tổng thể là thì mình thấy ly này đặc, ngon đặc, nha đặc, đặc. Nếu mà mọi người kêu cái ly ô long trứng bông này á thì mình khuyên mọi người là nên uống từ từ và nên thưởng thức. À, nãy giờ cũng chưa quên nói về không gian. Nãy tụi mình ngồi ở trên sân thượng rất là đẹp, một không gian rất là chill. Cái này độc quyền chỉ có ở Pella Hồ Tùng Mộng mới có. Nhưng mà tại vì mưa, mọi người thấy là đó, thời tiết là buộc phải dọn dưới đây. Dọn dưới đây là lát nhờ camera quay ra quanh một vòng, nó đông xỉu luôn. Lúc nào cũng đông luôn và cũng là một cái bí kíp sinh tồn nữa. Thấy đông đừng có đi về, đứng yên đó, đợi xíu có người đi ra cái là dịch. Hiểu không? Đừng có bỏ cuộc. Nhưng mà được cái là decor đồ cũng rất là dễ thương nha mọi người. Nó có cái gì đó mà mình thấy là nó không có bị đại trà ấy. Đặc biệt là ví dụ những cái ghế mà tụi mình đang ngồi kiểu như thế này cũng vậy, nó cũng không có đại trà lắm. Nhìn chung lại thì nếu thì mình cảm thấy là đúng là những cái gì mà đặc trưng Pella thì Pella nên tiếp tục phát huy những cái đó. Ba thứ hấp dẫn nhất trên đây là tất cả những món trà sữa, trân châu, handmade và cuối cùng là một cái món tụi mình mới phát hiện ra, mình thấy cũng rất là ít ai đề cập tới nó, là ô long trứng, trứng bông. Và với cái mức giá là sẽ dao động trong tầm 45.000 tới 55.000 cho một ly nước. Thì giá này không phải là giá rẻ nha mọi người. Nói chung là trung bình hiện tại có thể gọi là cao ấy. Và Pella thì mình nghĩ là không dành cho những bạn nào mà không quen uống trà nha mọi người. Và đừng có bạn nào mà bị say trà uống vào buổi sáng thì người ta nói ngất luôn á. Tỉnh tới mai luôn. Nên là buổi tối thì cũng đừng nên uống nếu như các bạn bị say trà. Bởi vì Pella là một cái đặc trưng của Pella là trà rất là đậm. Đó. Nên là chống chỉ định cho bạn nào bị say trà dùng thử. Em không có một ký ức nào về cái việc mà em từng nghe ai khen bánh của Pella hết hả? Tại vì order về thì sẽ không có phần bánh trong đó. Đúng không? Mọi người có để ở trong menu đâu có phần bánh để mình chọn đâu. Order online thì không ship bánh. Đúng rồi. Chỉ có order tại cửa hàng mới có thôi. Và ở mỗi cửa hàng hình như là sẽ bán một loại bánh khác nhau. Ở Đà Lạt mình thấy bán bánh khác, ở đây mình thấy bán bánh khác luôn. Mình nghĩ là tùy vào khu vực. Một cái bánh 45.000, 50.000 cũng đắt luôn á. Đối với bánh mousse thì mình nghĩ là cái phần kem ở trên nó phải cứng hơn. Cái phần kem ở đây nó hơi giống bánh pudding. Nhưng mà nó đang bị ngọt gắt nữa. 45.000 có tôi mua thêm ly trà sữa, tôi bỏ tủ lạnh, tôi uống tiếp. Với lại mình cũng là một tiếp người mà khi đi uống cà phê gì mọi người mình sẽ không ăn bánh. Nhưng mà em biết có rất là nhiều bạn đi uống cà phê là hả phải thích có một cái gì nó nhâm nhi. Đúng rồi. Đó nên là em nghĩ là mục đích bán bánh là vậy. Nên là còn đây là bánh bông lan trứng muối nha cả nhà. Cũng được. Cái này cũng được. Nhưng mà đánh nó tươi quá. Thì nói chung là cũng được nhưng mà 45.000 vẫn mắc nhá. 50.000 cho một cái lát bánh này. Bánh ở đây giống như làm cho người niềng răng. Hai cái luôn. Cái nào nó cũng mềm èo hả? Kiểu ngậm cái nó đi hết. Nó tan ra luôn vậy đó. Chị thì vẫn thích là bánh bông lan trứng muối. Nếu mà những ở quán cà phê thường thì những cái quán cà phê mà xịn sò tí người ta sẽ đánh cái lớp bông của nó mịn hơn rất là nhiều mà không có đánh nó nổi mà nó xốp phồng ra như vậy đâu. Tuy nhiên mà về nêm nếm thì thấy cũng được. Nêm nếm thì ok nha. Okay. Cái xốp phô mai ở trên rất là ngon, rất là thấm. Và nhìn chung lại thì đây là một trong những cái quán cà phê hay là trà sữa hot nhất TikTok. Gọi là cà phê hay trà sữa? Trà sữa. Trà sữa đi tại vì cà phê dở. Trà sữa ô long đặc sản Đà Lạt. Hot nhất TikTok dạo gần đây luôn á mọi người. Thì nhìn chung lại trải nghiệm của mình thì món hot nhất vẫn là hai cái trà sữa nha mọi người. Và trân châu, còn những món khác thì tùy gu của mọi người thôi. Chứ nó không hợp gu của tụi mình. Và đó là Tuyết Văn Hành trải nghiệm gần hết menu của Pella. Không biết mọi người đã uống Pella chưa? Mọi người comment feedback của mọi người về quán này ở dưới cho tụi mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Đây là xin chào ra trái trên đường.